Khi mình bước lên sân khấu thì cũng khiến cho mình cảm thấy rất là e ngại. Ở cái việc mở khẩu hình miệng ra to ra để hát cũng không dám, tại vì là mình rất là ngại cái điều đấy. Khi mà đứng trên sân khấu, bất kỳ ai mà quay mà có chiếu vào thì đều khiến cho mình cảm thấy rất là thiếu tự tin. Như kiểu thay đổi phong thủy thì mình cảm thấy rằng sau khi làm xong thì cái công việc của mình nó cũng tốt hơn. Và cũng thêm một điều nữa là khi mình tự tin hơn thì mình làm điều gì nó cũng dễ dàng hơn. Và mình bước lên sân khấu, mình hát các thứ nó cũng rất là nói chung là khiến cho mình rất là tự tin. Đó, máy quay, máy ảnh các thứ khi mà chụp vào, mình nhận được những cái tấm hình sau khi mà mình biểu diễn xong thì rất là hài lòng, cười rất là tươi, ai cũng khen rất là nhiều và mọi người cũng rất là thích. Theo mình được bác sĩ tư vấn thì cái việc niềng răng thì phải mất rất là nhiều thời gian, và trong cái quá trình đấy thì còn phải đến để chăm sóc thường xuyên. Đấy, thế nên là do công việc của mình và do cái mong muốn của mình nữa thì mình nghĩ rằng là mình lựa chọn sử dụng làm răng thẩm mỹ thì nó phù hợp hơn.